bảng đấu của đội tuyển Việt Nam quá thú vị. Cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương nhận định, tôi không thể hình dung rằng có đến 4 đội bóng Đông Nam Á nằm chung một bảng đấu. Đây là bảng đấu quá thú vị. Sự thú vị nằm ở chỗ trình độ của các đội hầu như không có chênh lệch. Ngay cả đội hạt giống UAE cũng chưa chắc nói sẽ thắng dễ đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Trong khi đội đến từ nhóm 4 và nhóm 5 là Malaysia và Indonesia cũng không yếu hơn so với Việt Nam hay Thái Lan, cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương nói thêm. Vị cựu huấn luyện viên từng vô địch bóng đá Việt Nam cùng đội Đồng Tháp, với thế hệ của những Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Trịnh Tấn Thành, ông nói rõ hơn về tương quan các đội trong bảng G. UAE không vượt trội như các đội trưởng bảng khác. Ví dụ như nói đến bảng B thì không khó nói ngay Australia nhất bảng, tương tự là các bảng F và S, nơi Nhật Bản và Hàn Quốc vượt trội so với các đội còn lại. Ở bảng G, UAE nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất, hoặc thi đấu không tập trung, có thể thua Thái Lan và Việt Nam như thường. Ngược lại, khi Thái Lan và Việt Nam làm khách trước Malaysia hoặc Indonesia, chúng ta cũng phải thận trọng tối đa. Khác hẳn với nhóm các đội Guam ở bảng A, Nepal ở bảng B, Campuchia ở bảng C, Bangladesh ở bảng D, hoặc Sri Lanka ở bảng S, yếu hơn hẳn các đội khác trong bảng của họ. Giữa một bảng đấu gồm mùng 4 tháng 5 đội đến từ khu vực Đông Nam Á, cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương dự đoán sẽ có rất nhiều cuộc đối đầu được quan tâm, nhưng thú vị nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn sẽ là các trận đấu gặp Thái Lan. Ông Xương chia sẻ tiếp, đội tuyển Việt Nam phải đá trận đầu tiên trên sân của Thái Lan, đó đúng là vạn sự khởi đầu nan. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan thà gặp Việt Nam hơn là gặp các đội khác từ nhóm 2 như Brazil và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đã chờ chúng ta, cũng giống như chúng ta sẵn sàng chờ đón họ. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam dù khó khăn nhưng vẫn sẽ giành thành tích tốt ở bảng G, bởi lối chơi của chúng ta đã được định hình, lực lượng của chúng ta cũng ổn định. Nếu được chuẩn bị tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu rất tốt, ông Xương chốt lại. Trọng Vũ, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.